giao nhiệm vụ như thế này: đi đánh răng rửa mặt, hai chị em tự chải tóc cho nhau, dọn dẹp phòng ốc, dọn hết tất cả những đồ chơi từ tối hôm qua giờ chưa dọn, tập thể dục và đi ăn sáng. Dạ vâng ạ. Đưa đầu coi. Cho thêm phần sung sức chào ngày mới, yeah, oh. Mama dặn ăn sáng thêm ca cao vị lúa mạch nè, cho năng lượng cao lớn bên ngày mới, yeah, oh. Bước đều bước nhìn lên bầu trời, mỗi khi khó thì hãy mỉm cười, chúng ta hãy tìm câu trả lời nào. 1, 2, 3. Vậy thì mình nhấc tay nhấc chân luôn vận động, hãy cùng nhau mạnh lên từng ngày. Và gia đình siêu phàm nhớ điều này nào. 1, 2, 3. Tiến sĩ đã biến hình, chờ chờ sợ hoa sữa trái cây miễn dịch, bổ trợ tiêu hóa mỗi khi cảm thấy ta hơi yếu lòng. Vậy thì hãy đón tiếp chuyện đó cùng cô. Tập với con, chạy với con, nhìn chúng ta trong giấc con. Tập với con, chạy với con, cùng xóa tan đi nỗi buồn. Công nhận tập thể dục buổi sáng đổ mồ hôi đã ghê ha. Các bạn ơi, các bạn nhớ vận động ít nhất 60 phút mỗi ngày để tăng cường sức khỏe và sức đề kháng nha. Tập hợp, ăn sáng các đồng chí ơi. Yeah, cảm ơn mẹ. Đây đây đây, ăn sáng xong rồi đúng không? Dọn dẹp chén bát rửa sạch sẽ cho mẹ. Rồi mỗi chị em chọn một vị sữa, sau đó đi và học bài cho mẹ nha. Đây. Wow. Dạ tụi con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Vi, em thích vị nào nhất? Vị sô-cô-la hương lúa mạch, bổ sung năng lượng, hỗ trợ cao lớn nhờ có vitamin K2. Hay là sữa chua uống cun, vị kem dâu, vị nho, vị cam, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Vị nào thì em cũng thích hết trơn á. Chị cũng vậy. Thế bây giờ em chọn vị nào? Em chọn vị cam. Cam hả? Ừ. Chị thấy vị nho nè, sô-cô-la lúa mạch nè và vị dâu cũng ngon. Thiệt luôn á, không biết chọn cái nào luôn các bạn. Theo các bạn thì các bạn chọn cái nào? Mình sẽ chọn sô-cô-la lúa mạch. Bây giờ là chị sẽ rửa chén, còn em thì sẽ lau bàn ghế, lau chén bát. Sau đó hai chị em mình sẽ đi vào học bài nha. Ok. A few moments later. Trời ơi, gì vậy? Chị đọc cho em biết chính tả được không? Được. Chị sẽ đọc câu chuyện chú bé người gỗ nha. Rồi bây giờ em lắng nghe em viết nè. Ngày xưa có một bác thợ mộc già sống lẻ loi một mình. Dài quá, đọc ngắn đi. Đây chị đọc ngắn lại. Ngày xưa có một bác thợ mộc già sống lẻ loi một mình. Một ngày nào, bác làm một con lưới từ gỗ thông và đặt tên nó là Biochino. Một cô tiên tóc bục đã ban cho Biochino sự sống, và thế là bác thợ mộc đã có đứa con trai của riêng mình. A few moments later. Yeah, em viết xong rồi. Cảm ơn chị Hai nhiều nha. Wow, giỏi quá ta. Chữ đẹp quá. Chị Hai học bài chưa? Chị học tối hôm qua rồi. Giỏi vậy. Ủa Vi. Sắp tới ngày mùng 1 tháng 6 á, em có thích được tặng quà không? Trời, đương nhiên. Quà mà ai không thích. Tặng càng nhiều thì càng tốt chứ có gì đâu. Chị cũng vậy á. Nhưng mà chị thấy á, năm nay kinh tế khó khăn á, đang dịch, nên là mẹ mình á, chắc cũng không có làm được nhiều tiền đâu. Hay là bây giờ mình nghĩ ra quà mình tặng ngược lại mẹ đi. Thay vì là ngày quốc tế thiếu nhi, người lớn tặng quà cho thiếu nhi, thì bây giờ là thiếu nhi tặng quà cho người lớn. Cái gì? Có bộ đó hả? Nhưng mà chị tính tặng quà gì vậy? Chị cũng không biết nữa. Hay là mình làm quà tái chế tặng mẹ nữa đi. Tại vì mình là người có tiền. Trời, để em làm. Chị không biết hả? Em, cô gái vàng trong làng tái chế. Coi mình đã làm được cái gì nè. Wow, xuất sắc các bạn ơi. Bây giờ mình mang đi tặng mẹ đi. Thì ra là đồ tái chế. Lại còn quà mùng 1 tháng 6, quà thiếu nhi cho mẹ nữa chứ. Đáng yêu thế.
Đáng lý là mùa tháng 6 là mẹ có quà cho các con đúng không? Thực ra là mẹ đã chuẩn bị rồi. Chờ mẹ một chút nha. Đây đây đây. Đầu tiên là mẹ có hai chiếc bình giữ nhiệt cool nha. Một chiếc màu đỏ và một chiếc màu xanh. Ui giời, đẹp chưa đẹp chưa? Hai chị em là hai chiếc bình mà mang đi học đi chơi là hết sảy nha. Cái này là mẹ tham gia chương trình Hiệp ước tạm hòa thanh quà cực đã của cool nha. Chương trình này kéo dài từ ngày 1 tháng 5 đến 30 tháng 9 2021 nha. Chúng ta sưu tầm cái thẻ này nè. Khi có 24 chiếc thẻ, chúng ta sẽ đổi được một bình giữ nhiệt cool. Rất là dễ thương. Mà chưa hết đâu, mẹ còn sưu tập được cái này mới ghê đây. Đây đây đây. Đây các con ơi, đây chính là ba lô chống gù dạ quang cool. Để đổi được chiếc ba lô chống gù này thì mẹ cần 36 chiếc thẻ này đấy. Hai cái ba lô thì mẹ cần 72 chiếc thẻ. Thấy mẹ siêu không? Nhưng mà chưa hết đâu nha. Chương trình này còn có một phần quà vô cùng đặc biệt. Đó chính là một chiếc xe đạp thể thao cool. Ui dồi, ước gì á, mẹ may mắn mà mẹ trúng chiếc xe đạp đấy cho hai chị em đạp chở nhau đi vòng đi học nhờ. Hai chị em tự chia nhau nhá. Các con thấy quà mùng 1 tháng 6 năm nay thế nào, có hoành tráng không? Wow, đã quá đi ha. Mẹ nói là hai chị em mình tự chia à, thì hãy là chị thấy em mặc đồ màu đỏ, em lấy mình màu đỏ đi. Ok. Ồ, mình giữ nhiệt cool nãy hả? Đẹp quá các bạn. Ui các bạn xem nè, 1, 2, 3, xịn sò ghê lắm. Nó có cái sừng nữa chắc chắn người luôn á. Ồ, còn cái ba lô này cũng màu đỏ luôn. Em thích lấy ba lô màu xanh này hay là màu đỏ? Cho em cái ba lô màu đỏ đi. Rồi, tuyệt vời. Mà chị thấy cái ba lô này nó rất là to luôn á. Hay là bây giờ hai chị em tự làm thử thách, thử xem là ai cho nhiều đồ và ba lô nhất sẽ là người chiến thắng được không? Ok. Theo papa tập thể dục nào, cho thêm phần sung sức chào ngày mới. Yao, mama dặn ăn sáng thêm ca cao vị lúa mạch nè, cho năng lượng cao lớn bên ngày mới. Yao, bước đều bước nhìn lên bầu trời, mỗi khi khó thì hãy mỉm cười, chúng ta hãy tìm câu trả lời nào. 1, 2, 3, vậy thì mình nhấc tay nhấc chân luôn vận động, hãy cùng nhau mạnh lên từng ngày và gia đình siêu phàm nhớ điều này nào. 1, 2, 3. Sĩ đã biến hình, chờ sợ hoa, sữa trái cây miễn dịch, bổ trợ tiêu hóa, mỗi khi cảm thấy ta hơi yếu lòng. Yeah, các bạn ơi, các bạn hãy bình chọn cho hai chị em mình xem là ai có ba lô cool đẹp hơn và ai đựng được nhiều đồ hơn nha. Và các bạn đừng quên sưu tập những thẻ quà cool để đổi bình nước giữ nhiệt cool, ba lô chống gù dạ quang cool và xe đạp thể thao cool nha. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Đừng quên bấm like cho mình nha. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.